vậy mà cũng có điểm sao? Xin lỗi, lần sau sẽ đạt 100 điểm. Tốt nhất là giành hạng nhất, đứng hạng hai có gì hay chứ? Học trường điểm có gì không tốt chứ? Trẻ con cần phải dạy theo tài năng, sở thích đi đầu. Tức là phải dành với con tôi. Thắng thua không quan trọng, có cố gắng là được rồi. Hiệu trưởng, em đâu có hư hỏng lắm đâu. Mỗi một học trò đều có thể dùng kiến thức này đổi vận mệnh, để giúp đỡ những học sinh hụt hẫng. Thực ra có thể làm tới cỡ nào? Luôn cả căn nhà này cũng có thể bán thì ngại gì. Vì một lớp dạy thêm luôn cả gia đình cũng không cần. Những phòng trọ đó, cho dù là môi trường sinh sống hay là môi trường vệ sinh, thực tế không thích hợp cho người ở. Lớp phòng này á, bộ có thể ngăn nữa đó. Còn cháu, bây giờ quan trọng nhất là đợi nó mua nhà. Ba gạt chúng ta thôi. Cả nhà chật chội thì chật chội, không lẽ mặc cho ba sống ở nơi quỷ quái đó sao? Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ không để má tôi đi làm với tôi nữa. Với sự dạy dỗ chăm sóc nghiêm khắc của phụ huynh, tạo ra một nhóm thanh niên học hành giỏi, khả năng xử sự làm người thấp. Cũng có một số lớp người mới không chịu cống hiến đã muốn một bước tới trời. Cũng có rất nhiều học sinh đại lục muốn ở lại Hồng Kông làm việc. Chúng tôi có yêu cầu đối với công việc, chứ không phải chúng tôi giành không lại người ta. Thật ra cuộc đời giống như một ngọn nến vậy, cần phải tỏa sáng tỏa nhiệt từ đầu tới cuối. Tại sao quan hệ giữa ông ta và hai đứa con tệ vậy chứ? Hai đứa con của ổng không có chịu tới tiệm để phụ. Nè, gia đình hài hòa hơn, tâm trạng của người lớn cũng tốt hơn. Buông phấn đấu cũng đi lại cho thanh niên đi. Những người già đó sau khi về hưu cần phải tự chăm sóc bản thân, làm việc dưỡng thân. Yeah! Bảo Nghi, em chưa từng học tiếng Anh sao? Tôi cảm thấy người dân ở đây có vẻ không thiện cảm với di dân mới chúng tôi thì phải. Nhất định phải cố gắng. Cần phải dành thêm thời gian để di dân mới thích nghi. Có phải má không vui khi sống ở Hồng Kông không? Cô làm việc siêng năng như vậy, chắc chắn không thất bại ở Hồng Kông. Thật ra giống sinh cùng một gốc, người Hồng Kông mới cũ bao dung thông cảm cho nhau, ai nấy đều dễ sống hơn. Bạn thân của bà đã đưa 600 ngàn cho em Ma làm của hội môn phải không? Thật ra giữa chủ lao động và người lao động có thể có tình có nghĩa thật sự. Người nghèo không sợ làm, chỉ cần có lối ra. Nhưng một gã đổ rác có chí khí vẫn là một gã đổ rác thôi. Anh biết đến từ anh không xứng với em. Tin cặp mắt của mình đi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy lựa chọn của anh là đúng. Làm vậy khó biết chuyện thiên hạ. Làm ơn, gần vậy đó nhưng mà xa. Nhóc con, có cách không? Anh tưởng internet biết bay thật sao? Em à, anh yêu em. Thức ăn thừa. Làm từ thiện, quyên tiền là được rồi. Bây giờ thì phát cho bà con, làm như tốt lắm. Căn hộ nhiều vô số kỹ, nhưng mà không có căn nào thuộc về mình. Hồng Kông không dành cho người ở. Nhà mắc, thuê mắc, giật giá mắc. Chà, sao tranh giành ai nấy đều về nhà. Có cần sống vậy không? Nhưng mà người Hồng Kông luôn sống như vậy. Em à, chúng ta di dân đi. Tôi muốn ở lại Hồng Kông. Bây giờ bạn gái của tôi không muốn xa tôi nữa, anh có hiểu không? Muốn đi thì dễ, muốn về thì khó. Nguồn gốc của anh xuất phát từ Hồng Kông. Bộ phim Bầu Trời Riêng phát sóng lúc 19 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần từ ngày 17 tháng 12 trên SCTV 9.